người ta vẫn thường nói rằng một nhà tuyển dụng chỉ cần dành ra 6 giây để đọc một resume. Nghe có vẻ khó tin, nhưng dù là 6 hay là 60 giây, điều quan trọng là bạn cần phải chắc chắn rằng những gì mình viết gây ấn tượng với họ. Vì vậy, mục kinh nghiệm cần phải dễ đọc, dễ thâu tóm được những phẩm chất, khả năng của bên tuyển dụng cần thấy của ứng viên. Điều này có nghĩa là bạn chỉ nên sử dụng từ khóa, các cụm từ. Bên cạnh đó thì 2 đến 3 gạch đầu dòng đầu tiên nên đi vào những thông tin quan trọng nhất, bởi những gạch đầu dòng sau có khả năng cao sẽ bị bỏ qua. Vậy làm sao để có được những từ khóa đó? Trước hết là hãy bắt đầu từ bản mô tả công việc, những yêu cầu cụ thể về kinh nghiệm. Thử tưởng tượng là bạn là một nhà tuyển dụng, công ty bạn đang tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm lên kế hoạch. Trong 78 resume nhận được thì chỉ có 10 resume có cụm từ kinh nghiệm lập kế hoạch. Thử nghĩ xem bạn sẽ muốn đọc những resume nào. Đôi khi thì bản mô tả bên tuyển dụng cung cấp không cho bạn thông tin cụ thể, nhưng đừng lo lắng. Bạn có thể search những bản tin tuyển dụng cho một vị trí tương tự trước đây ở công ty đó hoặc là ở công ty khác để tìm thấy những từ khóa cần thiết cho một kinh nghiệm. Bên cạnh đó thì bạn cũng nên xem review ở một số website, blog tư vấn về nghề nghiệp để biết được công việc bạn đang ứng tuyển cần những kinh nghiệm gì. Hy vọng là những tip trên sẽ khiến cho nhà tuyển dụng dừng lại ở resume của bạn lâu hơn 6 giây.